là em mở chị cái phần ghi nhá, ghi tiêu đề nhá, tổng hợp tồn kho. Tổng hợp tồn kho của mình sẽ có hai kho, là kho nguyên vật liệu và kho hàng hóa. Kho nguyên vật liệu và kho hàng hóa, đúng chưa? Vì sao mình phải nhập cái chi tiết này? Mình phải nhập chi tiết này bởi vì hôm trước là mình chỉ cho em nhập cái bảng ở đôi tài khoản trước á, em nhớ không? Nãy mình vừa hoàn thành á, đúng không? Nãy mình vừa hoàn thành thì có cái tài khoản 152 nguyên vật liệu, 156 hàng hóa, có số dư là 152 là 56 triệu mấy này, 156 là 44 triệu mấy này, là cái tổng số tổng đấy nhá. Nhưng mà bây giờ mà để kế toán theo dõi cuối năm 21 chuyển sang này là cái số liệu như thế rồi, nhưng mà để kế toán theo dõi cái việc nhập xuất tồn tiếp theo của năm 22 á thì mình phải nhập chi tiết vào, chứ không thể mà theo dõi số tổng như thế mà đã xong được, đúng nhỉ? Em ghi cái ý nghĩa của cái việc mà mình nhập tồn kho nhá. Nhập tồn kho chi tiết từng loại. Có một số phần mềm người ta không gọi là tổng hợp tồn kho mà người ta gọi là tổng hợp nhập xuất tồn cũng được nhá. Tổng hợp tồn kho hay còn gọi là tổng hợp nhập xuất tồn chi tiết cho từng loại nguyên vật liệu hoặc là hàng hóa, vân vân. Ở đây mình chỉ có mỗi 152 với 156 có số dư thôi, cho nên mình chỉ nhập cái tồn kho 152 và 156 nhé, hàng hóa, nguyên vật liệu và hàng hóa. Rồi em ghi xong bảo chị nhé. Em ghi rồi. Như vậy là tổng hợp tồn kho thì thứ nhất là kho nguyên vật liệu, đúng không? Kho NVL là kho nguyên vật liệu, đúng chưa? 520XX ở đây là mình đang thống nhất từ đầu là mình sẽ làm 522, cho nên là 20XX này là sẽ là 2021, đúng không? Là kế toán cũ, kế toán cũ người ta đã tổng hợp năm 21 của người ta, còn của công ty mình á, còn tồn kho những cái loại mã hàng, tên hàng này em này, đúng không? Mã hàng nhá, tên hàng này, đúng không? Rồi đơn vị tính tương ứng. Đáng lẽ phải có cả cái như cái câu bình thường, đúng ra là sẽ có cả đầu kỳ, nhập kho, xuất kho và cột cuối kỳ, đúng không? Cuối kỳ này thì sẽ đẩy sang đầu kỳ sau, đúng không? Nhưng ở đây trong cái trường hợp này, cái công ty này trong trong cái năm 21 này mình chỉ, em chị thấy ở đây chỉ có nhập thôi. Không có tồn đầu mà chỉ có nhập thôi, cũng không xuất, chưa xuất. Có thể năm 21 mình chưa dùng đến thì mình chưa xuất. Em nhé. Em hiểu không? Cho nên là chỉ có cột nhập và bằng luôn cột cuối kỳ luôn. Thì khi mà làm việc chuyển số dư đầu kỳ á thì em sẽ nhìn vào cột cuối kỳ thôi nhá. Em nhìn vào cột cuối kỳ chi tiết thôi. Đó, và em nhìn thấy cột dòng tổng cộng đây. Em nhìn vào nhá, thấy dòng tổng cộng. Có cái số lượng là 128,25. Đúng không? Tổng giá trị là bằng 256,255,592. Thì nó đúng bằng, phải đúng bằng cái bảng cân đối tài khoản số dư 152 nhá. Đây. Chứ nếu mà kế toán bàn giao cho mình nhá mà hai số mà khác nhau là không được. Đó, em phải yêu cầu kế toán xem lại và làm lại, cung cấp đủ số liệu. Nếu mà sai thì yêu cầu kế toán phải là nộp lại báo cáo tài chính chẳng hạn, đúng không? Hoặc là chỉnh lại tổng hợp nhập xuất tồn nhá. Là chi tiết và tổng hợp phải khớp nhau, nó là như thế. Nhá, em ghi vào vở đi rồi chị hướng dẫn mình thao tác đi Misa. Như vậy mở Misa nhá. Đây, nãy mình đã nhập 152 rồi đây. Rồi em ghi là để nhập được cái chi tiết từng loại nguyên vật liệu kia nhá. Thì em sẽ vào, vẫn vào nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu. Vào nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu. Đấy nhá. Đấy. Chọn tồn kho vật tư phẩy hàng hóa. Trên cái thanh ngang á, em vừa nhìn cho chị nhá. Trên cái thanh ngang có chữ là tồn kho vật tư phẩy hàng hóa. Như vậy là ý là nguyên vật liệu mình cũng nhập vào đây, hàng hóa mình cũng nhập vào đây, tồn kho nào mình cũng nhập vào cái mục này cả nhá. Em tích vào đi. Rồi, tích vào nhập tồn kho. Em nhớ gạch chéo trong vở của mình nhá. Rồi chọn kho tương ứng, chọn kho tương ứng. Ở đây nó, nếu mà để cho phần mềm tự nhảy, nó là cứ nhảy cái kho hàng hóa trước, đúng không? Nhưng mình muốn kho nào là phải chọn kho tương ứng, chứ không nó nhầm kho là sau này không xuất được đâu em nhé. Đấy, chọn kho tương ứng thì em tích vào mũi tên để chọn kho.
Rồi, kho cái gì thì em sẽ bấm vào. Kho vật liệu. Rồi, em hủy bỏ, em đóng lại cho chị nào. Thử làm lại chị thao tác một lượt nhé. Cho nó quen tí rồi mình nhập. Rồi, bây giờ nãy chị cho ghi rồi, em ghi vở chưa? Dạ, ghi rồi. Rồi, bây giờ theo vở làm nhá. Làm luôn. Đúng rồi, em làm luôn. Tích vào mũi tên tại cột mã hàng này nhá. Em tích vào mũi tên nè. Bắt đầu nhìn cái mã đầu tiên là cái gì nhỉ? VT01. Đúng rồi, VT01, tên là vàng tây đó, đúng không? Thực ra em đấy, em khai rồi. Hôm trước là mình đã khai danh mục rồi, hôm nay chỉ có nhập thêm thôi nhá. Chỉ có chọn thôi. Đúng nhỉ? Rồi. Số lượng. Toàn số lượng. Đơn vị tính. Gram. Số lượng. Số lượng là 56.25. Giá trị tôm. Giá trị là 18 đi chị hè. Đúng rồi. Giá trị này nhớ chị là cái 18.816.180 này là nó là cái giá tổng giá trị nhá. Như vậy là phần mềm sẽ tự biết lấy tổng giá trị chia cho tổng số lượng thì sẽ ra đơn giá. Không cần đâu nhá. Yeah. Rồi bỏ qua đi em. Rồi em lại kéo sang trái, em làm cho chị một mã nữa đi. Dạ rồi. Nhớ ghi vào vở nhá, ghi vào vở cái bước này này. Mỗi mặt hàng sẽ làm một dòng. Đúng chưa? Dạ rồi. Không ngày mai về làm bài tập lại quên nhá. Bây giờ vật tư nào nữa thì lại chọn tiếp. Ông bà chỉ có con hai mới. Đến thì có con hai, thì có con ba thôi. Ừ. Tức là mình phải theo cái bảng đấy, nhiều khi không hai nó không tồn đâu em. Dạ đó, em sai đó. Ừ. Không hai nhiều khi không tồn, phải tồn không ba chẳng hạn, đúng không? Dạ. Em làm 1, 3, 4 nhá, còn hai cái dòng cuối để dành về nhà làm. Chị đang lấy cổ phủ lớn á, để 1.000 mà lại này làm. 1.000 là đúng rồi đấy, tại vì 0.00 đấy là dấu thập phân ấy, em. À, kệ nó. Nhưng mà chị thấy ở đây có 1.000 đâu, 10 thôi mà. 10 em nhá, 10.00 đó. À. À, là phải 10.00 thôi. Ừ, đúng rồi.
Thế thì đang mang được nhiều tháng nhé, sai rồi tôi mua. Số lô để chị xem nào. Em điền gì đây? Đang Hà Nội chưa được thế. Kệ nó em ạ, nhá. Chắc là do ấy, em thử nhấn chuột phải xóa dòng xem nào, làm lại nhá. Dạ. Tức là nãy mình tích vào đó mình không làm gì á. Rồi bây giờ em thử làm lại chị vật tư tiếp đi. Số 3 đi. Một xong rồi này, một xong rồi này. Dạ rồi thì đến 3. Ờ đến 3 đi em thử làm lại. Đừng có tích vào cái ô số lô đấy, mình không đánh gì á. Xong em nhấn cất nhé. Dạ rồi, cất. Con mẹ đã thích kêu làm tội với này. Khi mà làm xong mà để biết đúng sai ấy, thì em nhìn thấy cái dòng, có cái dòng số lượng đây này. Cái dòng tổng cộng cuối cùng em nhá. Sau giá trị tồn này nó khớp với cái bảng tổng hợp tồn kho đấy. Là ok, là mình làm đúng. Còn nếu lệch á, là mình phải dò lại cho mình sai ở đâu nhá. Dạ. Rồi, em cất đi, cất xong đóng lại. Tương tự như thế thì em sẽ nhập cho chị cái tồn kho 156 nhá. Nãy 152 nguyên vật liệu là tổng hợp gì nhỉ? Nguyên vật liệu những cái để dùng để sản xuất ra sản phẩm á, đúng không? Hoặc là để gia công chế tác vàng bạc, đúng không? Còn hàng hóa là những cái mà em đi mua đi bán lại dưới dạng thương mại á nhá. Đó, thì cũng tương tự cách nhập, hoàn toàn tương tự đi. Em cũng vào nghiệp vụ nhập số dư ban đầu này, tồn kho vật tư hàng hóa. Rồi cũng nhập tồn kho. Đó, nhưng mà điểm bên trong mà khác ở chỗ là em đừng có chọn kho vật liệu nữa mà chọn kho hàng hóa nhá. Cách làm tương tự.